Tứ Thiên Vương, Champion, chúng ta đều đã đề cập trong những video trước, xem họ như là đại diện cho sức mạnh và trật tự của mỗi vùng đất. Nhưng ai cũng biết, đã có trật tự thì nhất định phải có hỗn loạn. Không có những kẻ xấu xa thì làm gì có anh hùng được sinh ra. Cho nên cái video này, tôi sẽ dành cho những phản diện mà cá nhân tôi thấy là tầm cỡ và đáng sợ nhất. Ở đây, tôi sẽ xét theo không chỉ về sức mạnh, mà còn là về tầm nhìn và chiều sâu của phản diện đó, vai trò của họ đối với cốt truyện, và quan trọng nhất là kế hoạch thực hiện của họ. Vì thực ra có nhiều phản diện mục tiêu thì hay, nhưng mà kế hoạch họ làm lại rất là vô duyên. Còn đối với các bạn thì phản diện nào làm các bạn ấn tượng nhất, hãy cho tôi biết một cái tên ở phần bình luận bên dưới nha. Xong rồi thì chúng ta vô thôi. Ở hạng 7, chúng ta sẽ nói về Achi của Team Aqua và Maxi của Team Magma, những kẻ khủng bố hệ sinh thái. Achi và Maxi lần lượt là hai thủ lĩnh của Team Aqua và Team Magma, với mục tiêu tương đối khác biệt nhau. Achi có mong muốn sử dụng sức mạnh của Kyogre để mở rộng đại dương, nhờ vào đó mà Pokemon có nhiều môi trường sống hơn và không bị con người làm phiền. Maxi thì muốn lợi dụng sức mạnh của Groudon để mở rộng đất liền, giúp nhân loại có nhiều đất sống hơn. Tôi cho là mấy người này có lý tưởng thì đẹp, nhưng mà hơi trẩu. Và đó cũng là lý do cho hai ông này ở top cuối, vì biết rằng cả hai đều mong muốn sự tốt đẹp cho bên là con người, còn bên là Pokemon. Nhưng không có nghĩa là dẹp bỏ hoàn toàn bên còn lại, vì con người và thiên nhiên tồn tại và gắn bó với nhau. Bên nào bị mất đi thì cũng sẽ kéo theo mất cân bằng hệ sinh thái, và rồi bên còn lại cũng đâu tồn tại được. Chưa kể là lúc triệu hồi ra được Groudon và Kyogre thì hai tụi này đánh nhau y sao đùng. Dông bão thiên tai kéo đến thì hai ông này mới nhận ra cách làm của mình là vô nghĩa đến cỡ nào, trong khi ai nhìn vô cũng biết là đang đụng vô ổ kiến lửa ngay từ đầu rồi. Nói chung là trong phần game Gen 3, phản diện có hơi con nít một chút, vẫn phải là để con dung xanh Rayquaza xuất hiện đi dẹp loạn mới chịu được. Và tiếp đến chúng ta qua hạng 6 sẽ là Rose, khi lòng tốt trở nên lệch lạc. Rose là chủ tịch của Gala League và là áo quân của Champion Cup vùng Gala. Ông cũng là người ủng hộ mạnh mẽ cho phong cách chiến đấu Dynamax và Gigantamax. Đồng thời, ông cũng đã khuyến khích các gym leader đặt phòng gym của mình trên các Power Spots, những nơi giúp Pokemon của các đấu thủ có thể hóa khổng lồ. Thủ lĩnh gym duy nhất từ chối yêu cầu này là thủ lĩnh gym hệ bóng tối, Pierre. Rose cũng là người hay đi tìm kiếm những huấn luyện viên tài năng và tiềm năng ủng hộ họ thi đấu tại Champion Cup. Đối với những người lần đầu tiên chơi game thì Rose hiện lên với hình tượng khá khiêm tốn và điềm đạm. Nhưng nếu ta chịu để ý một chút thì Rose có xu hướng thao túng người khác làm theo ý mình bằng cử chỉ và lời nói. Ngay đến Leon cũng bị chủ tịch Rose này kiểm soát rất nhẹ nhàng bằng ngôn từ, khi anh bắt đầu phát hiện ra những âm mưu của ông đang dần bị lộ ra. Hay Pete bị ông ta lôi kéo thu thập các ngôi sao nguyện ước cho mình. Mục tiêu của chủ tịch Rose là ngăn chặn cuộc khủng hoảng năng lượng tiềm ẩn 1000 năm sau, và ông ta thực sự tự tin rằng mình là người duy nhất có thể ngăn chặn sự sụp đổ này của vùng Gala. Một trong những nhược điểm lớn nhất của Rose đó chính là cái tôi của chính ổng. Ông tin rằng ý chí và sức mạnh của chính mình sẽ có thể đủ điều khiển được Pokemon huyền thoại Eternatus, nguồn gốc của sức mạnh Dynamax và Gigantamax. Và thường phản diện của Pokemon rất nguy hiểm không phải là do họ ác hay là họ mạnh, mà là họ tin tuyệt đối vào cách làm mình là đúng, không hề nghĩ lại và rất lì. Thực ra thì nếu kế hoạch của ổng có chút muối iốt hơn thì ổng đã là phản diện mạnh và được đánh giá cao hơn rồi. Nếu cái tôi ổng không quá cao và nó khiến cho ổng có những suy nghĩ và hành động như là con nít vậy đó. Và thật sự là ổng nghĩ là ok, năng lượng đang dần cạn kiệt rồi, đã đến lúc ta đánh thức con Pokemon huyền thoại gây ra ngày đen tối cho vùng Gala và bắt nó cung cấp năng lượng vĩnh cửu cho chúng ta rồi. Thiệt luôn hả ông nội, ngây thơ dữ vậy. Và tiếp đến chúng ta đến hạng 5, đó chính là Lysandre, tư tưởng độc hại về cái đẹp và sự hoàn hảo. Lysandre là ông trùm phản diện tuy có chiều sâu, nhưng kế hoạch của ổng và cách hoạt động của ổng lại rất là ba chấm. Ổng là chủ sở hữu của phòng thí nghiệm Lysandre và thành công trong việc kinh doanh khi mà thiết bị Holocaster, một thiết bị nghe gọi nhắn tin bằng công nghệ hologram, đã được người dân vùng Kalos sử dụng rất rộng rãi. Nhưng đằng sau đó, ông cũng là ông trùm của tổ chức phản diện Team Flare. Tổ chức này với mục tiêu sử dụng vũ khí tối thượng để xóa sổ toàn bộ những thứ không đẹp đẽ của thế giới này, đó chính là con người và Pokemon, đưa tất cả về thời kỳ hoang sơ và nguyên thủy nhất. Lý do cho tư tưởng này là vì là Lysandre nghĩ rằng con người vốn rất xấu xa và tham lam, như việc họ tranh giành sức mạnh để tiến hóa Mega, và lấy ví dụ rằng khi một thứ không thể nào chia sẻ và chỉ có một số bộ phận những người may mắn hơn sở hữu được, thì lúc đó xung đột sẽ xảy ra. Thật ra điều này cũng khá đúng, vì không phải Pokemon nào cũng tiến hóa Mega được, và không phải nhà huấn luyện nào cũng may mắn sở hữu những Pokemon có thể tiến hóa Mega. Còn về việc xóa sổ những Pokemon thì ông cho rằng Pokemon là sinh vật tuyệt vời, nhưng vì sự xuất hiện của chúng mà con người bắt đầu có những cuộc tranh giành, bắt đầu lạm dụng sức mạnh, những âm mưu xấu xa được thực hiện nhờ vào sức mạnh của chúng cũng nhiều hơn. Nên để thế giới này tươi đẹp trở lại thì nên xóa sổ hết chúng đi.
Ở diễn biến cuối cùng trong game thì khi bị ta đánh bại, dù ta đã cố gắng thuyết phục rằng chỉ cần ta cố gắng nhìn vào hướng tích cực thì hoàn toàn có thể thay đổi được thế giới, giống như việc ông ấy có thể tiến hóa được Mega cho Gyarados. Chứng minh được sự gắn kết này là vô cùng đẹp đẽ, nhưng tiếc ta không phải là Naruto, nên ông ấy đã tự chôn vùi mình trong đống đổ nát luôn. Một điều nghịch lý nữa là ông rất thích cái đẹp và căm ghét sự tham lam, nhưng để tham gia vào Team Flare thì ai cũng phải đóng khoảng 5 triệu Pokédollars để được vào. Thành ra đó là lý do ta thấy thành viên của tổ chức này rất chảnh, vì toàn là rich kid mà. Tuy nhiên thì việc xóa sổ tất cả mọi thứ bao gồm cả hai giống loài đứng đầu thế giới là con người và Pokemon là chuyện vô cùng ngây thơ, thay vì nhận ra chính ông ấy là người đang khiến cho thế giới này trở nên méo mó. Và ngược lại, có rất nhiều người ra sức giúp đỡ thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Thay vì cố gắng trở thành một người tử tế thì ông lại cho phép những thứ xấu xa đó thay đổi con người ban sơ của mình. Tư tưởng của Lysandre lệch lạc đến độ các thành viên trong tổ chức của ông sau khi biết được thì không ai đồng tình với ông hết. Vậy thì làm sao làm việc lớn được? Nên cuối cùng thì ông giống như là một kẻ lệch lạc với tư tưởng diệt chủng vậy đó. Hạng 4 là Cyrus. Cảm xúc là sự yếu đuối. Cyrus sinh ra ở thành phố Sunny Shores và là một học sinh giỏi, nhưng ông lại không giỏi giao tiếp xã hội và thích dành thời gian của mình để nghiên cứu máy móc và các Pokemon. Nhưng dù cho là một học sinh giỏi thì ông cũng không được gia đình công nhận vì mẹ ông luôn đặt kỳ vọng quá lớn vào ông. Từ đó Cyrus nhận ra khi con người mang theo kỳ vọng như mẹ ông kỳ vọng vào ông phải giỏi hơn, và chính ông cũng kỳ vọng vào mẹ ông sẽ công nhận mình. Một khi những kỳ vọng này không được đáp ứng sẽ sinh ra những bất hạnh. Và vì chúng ta có cảm xúc yêu thương nên sự kỳ vọng này mới xuất hiện, thành ra những cảm xúc này thật đau đớn và không cần thiết. Từ đó dẫn đến ông quyết định xây dựng một thế giới không cần cảm xúc. Chỉ khi không có cảm xúc như những máy móc thiết bị của ông thì thế giới này mới không còn đau khổ, chiến tranh hay là xung đột. Với những suy nghĩ đó, Cyrus được cho là phản diện có vẻ ngoài giống phản diện nhất, vì nhìn ổng là ăn cà rem cũng không ngon. Mặt thì luôn đầy sát khí và là một phản diện theo chủ nghĩa khắc kỷ, không để lộ cảm xúc của bản thân. Ông lên kế hoạch khá tỉ mỉ để thao túng những vị thần cai quản không gian và thời gian nhằm xóa sổ thế giới. Trong Pokemon Platinum, do sự xung đột không thời gian của Dialga và Palkia mà Giratina vô tình xuất hiện, Cyrus nhận ra thế giới của Giratina là một nơi hoàn toàn phù hợp với mình. Sau khi bị người chơi đánh bại thì ông đã chọn ở lại đó và không từ bỏ kế hoạch của mình. Tôi không biết là ông sống sao ở trong trỏng thôi. Tính ra thì ông là một phản diện khá kiên định từ đầu đến cuối và không hề thay đổi mục đích của mình. Cá nhân thì tôi đánh giá cao Cyrus hơn là Lysandre. Cả hai đều có tư tưởng lệch lạc và cùng chung một ý tưởng diệt chủng. Nhưng thay vì là Lysandre là kẻ ám ảnh với cái đẹp một cách độc hại thì Cyrus lại có chiều sâu hơn, vì động cơ của ông đến từ sự tổn thương tâm lý của một thiên tài ngay từ nhỏ. Nó không được nuôi dưỡng trong một tình yêu thương thì giỏi cách mấy cũng dẫn đến kết cục của một kẻ phản diện mà thôi. Bên cạnh đó, dù cho rằng cảm xúc là một điều không cần thiết, nhưng chủ lực trong đội hình của ông lại là Crobat, một Pokemon có thể tiến hóa nhờ vào tình bạn giữa Pokemon và người huấn luyện. Thành ra hình như là bên ngoài ngầu ngầu vậy, thứ bên trong là một ly trà sữa matcha có đường á. Và chúng ta vô top 3. Hạng 3 đó chính là Lusamine. Sự cố chấp không thể buông bỏ. Lusamine được giới thiệu là chủ tịch của Ether Foundation, một tập đoàn phụ trách cứu chữa cho những Pokemon bị trọng thương, và bà là mẹ của Lily và Gladion. Nhưng sau vụ Lily bị Team Skull bắt cóc thì mới vỡ ra chính Lusamine và tập đoàn của bà là những người đứng đằng sau giật dây cho Team Skull hành động, để bà luôn mang một hình ảnh tốt đẹp mà vẫn hoàn thành được kế hoạch của mình. Bà cũng đã buộc tội Lily và Gladion vì thả tự do cho Tamnoon, một Pokemon nhân tạo mà bà đang thí nghiệm. Và bà ấy cũng đang âm mưu sử dụng sức mạnh của Cosmog để mở ra cánh cổng không thời gian dẫn các Ultra Beasts đến thế giới này. Tất cả những hành động này đều có thể lý giải từ một sự kiện là chồng của Lusamine đã bị Ultra Wormhole hút vào và biến mất trong lúc cả hai cùng đang làm thí nghiệm. Từ đó nỗi ám ảnh của bà về người chồng và các Ultra Beasts ngày càng lớn hơn, thể hiện ở trang phục của bà được lấy cảm hứng từ Ultra Beast số 2, Pheromosa, còn con gái bà là Lily phải luôn mặc trang phục giống với Ultra Beast số 1 là Nioligo. Lusamine có thể nói là phản diện tăm tối và ám ảnh nhất. Khi ở trong phòng thí nghiệm của bà, ta có thể thấy những Pokemon đang bị thí nghiệm đã bị đóng băng vĩnh viễn ở đó. Bà ấy cho rằng như vậy thật là tốt vì chúng sẽ không rời xa bà ấy. Và cũng ở trong trận chiến cuối cùng, một phân cảnh đáng nhớ nhất trong lịch sử của những kẻ phản diện ra đời, Lusamine đã hợp nhất cơ thể với Nioligo và tấn công người chơi. Tuy nhiên thật tiếc là ta không đánh lộn với bà, mà ta đánh với các Pokemon của bà. Sau khi bị đánh bại thì ta có vẻ được biết chính chất độc của Nioligo đã khiến cho thần kinh của Lusamine trở nên hỗn loạn như hiện tại, cùng với sự ám ảnh mất mát về người chồng trong thế giới của những con Ultra Beast đã tiếp tay cho chất độc của Nioligo trở nên mạnh hơn. Giờ đây thì ta biết được rằng bà ấy đang trên đường đến Kanto và nhờ Bill, một người có kinh nghiệm từng hợp nhất với những Pokemon, giúp bà ấy loại bỏ hết số chất độc còn lại trong hệ thần kinh. Trong phần Ultra Sun và Ultra Moon thì có vẻ như bệnh bà ấy đã được chữa khỏi, cũng như là bà đã gặp lại được chồng mình, coi như là một cái kết cũng đẹp. Và tính ra thì Lusamine có thể được coi là phản diện tăm tối và đáng sợ nhất.
Vì nếu đội hỏa tiễn ở Kanto có giết được mẹ của Cubon thì ta cũng chỉ nghe qua câu thoại và không được thấy trực tiếp. Còn Lusamin thì làm thí nghiệm và đóng băng vĩnh viễn một dàn Pokemon trước mặt người chơi luôn. Sau tất cả mọi chuyện và cốt truyện kết thúc, ta không biết được những Pokemon bị đóng băng này có kết cục như thế nào. Bên cạnh đó còn lạm dụng con của mình và bắt nó nghe lời, thậm chí là áp đặt sự ám ảnh của mình lên con của mình luôn. Bên cạnh đó là còn dung hợp với quái vật từ ngoài không gian nữa. Nhưng bả lại là phản diện có cái kết có hậu nhất. Và cũng vì vậy nên tôi đánh giá khá cao con đường phát triển nhân vật của Lusamin. Qua tới hạng 2, đó chính là Giovanni. Cái ác luôn luôn tồn tại. Là phản diện đầu tiên được giới thiệu trong thế giới Pokemon. Và cũng là phản diện làm bất ngờ người chơi nhất, khi ông chính là thủ lĩnh phòng gym thứ 8 ở thành phố Viridian. Và ông cũng là phản diện có sự xuất hiện nhiều nhất ở các thế hệ 1, 2, 5 và 7. Thậm chí là movie đầu tiên của Pokemon thì ông cũng là người kiểm soát Mewtwo trong giai đoạn đầu luôn. Điều đó cho thấy Giovanni mang trong mình cái ác không thể dập tắt. Là thủ lĩnh của Team Rocket, Giovanni là một người cuồng quyền lực, độc ác và tàn bạo đối với con người và Pokemon. Ông ta sẵn sàng làm hại bất kỳ ai mà ông ta coi là mối đe dọa, bao gồm luôn cả trẻ em và Pokemon luôn. Giovanni muốn bắt tất cả các Pokemon huyền thoại và thần thoại quý hiếm để thống trị thế giới, điển hình như là Mewtwo, và coi hầu hết các Pokemon chỉ là công cụ đơn thuần. Trong thế hệ thứ hai, thì dù cho không phải là người cha tốt đối với Silver khi bỏ rơi cậu và theo đuổi lý tưởng của mình, thì Giovanni vẫn quan tâm đến con trai và mong cậu sẽ ngưỡng mộ mình, đồng thời là mong một ngày nào đó có thể thấu hiểu được cậu. Thông qua cuộc trò chuyện với Silver trong Gen 2, thì ta cũng biết được thêm một phần tính cách của Giovanni rất coi trọng tình đồng đội và cảm thấy phải chịu trách nhiệm cá nhân về thất bại của Team Rocket. Từ đó chứng minh rằng ông đúng chất là một ông trùm mafia, rất tàn ác nhưng đầy đủ nghĩa khí và có trách nhiệm, không phải là một kẻ phản diện hèn nhát. Ở trong phần Ultra Sun và Ultra Moon, Giovanni đã trở lại vùng Alola và thiết lập nên đội hỏa tiễn mới với giao diện thân thiện người dùng hơn là đội hỏa tiễn cầu vòng Rainbow Rocket. Nhìn nóng vậy chứ đặt tên thương hiệu hơi sớm ha. Nhưng không như cái tên, đội hỏa tiễn lần này mang đến âm mưu xâm chiếm đa vũ trụ rộng lớn hơn nhờ vào công nghệ của tập đoàn Ether Foundation của Lusamin và nhờ họ triệu hồi tất cả những ông trùm từ thế giới song song khác về đây. Điều đáng sợ nhất là những kẻ phản diện được Giovanni gọi về đều đã thành công trong kế hoạch của mình ở những thế giới song song khác. Tức là Cyrus đã tạo ra một thế giới không cảm xúc, là Sandre thì biến mọi thứ về thời kỳ đầu đá, Archie thì dâng nước cao hơn cả thủy tinh, Maxi thì khiến trái đất không còn biển cả và vân vân. Khi ta đối đầu với những ông trùm cũ này, họ đều sẽ mang theo Pokemon huyền thoại của riêng mình. Đánh được Giovanni, có Mewtwo tiến hóa Mega thì ông sẽ rời đi và lập một kế hoạch khác. Chưa nói đến trận đấu với huyền thoại Mewtwo có thể tiến hóa Mega khó khăn ra sao, thì việc Giovanni dù có bị đánh bại bao nhiêu lần vẫn sẽ trở lại và có một âm mưu đáng sợ hơn. Đã cho thấy ông ta chẳng chịu từ bỏ. Mục tiêu lớn nhất của ổng là quyền lực tuyệt đối, còn có bao nhiêu cách để đạt được thì ổng không cần quan tâm. Một phản diện hiện lên với cái ác thuần túy, không có nguyên nhân nên không thể nào bị dập tắt. Có thể xem Giovanni là một đại diện cho lòng tham nguyên thủy của con người. Nó không được sinh ra từ bất kỳ cảm xúc nào khác, mà lòng tham là cảm xúc nguyên bản của nhân loại, sẽ tiếp tục lớn lên và không bị dập tắt, mà chỉ có thể bị đẩy lùi bởi chính sự lương thiện, một cảm xúc nguyên thủy khác của con người mà thôi. Khi nào con người còn tồn tại thì lòng tham và sự lương thiện vẫn còn tồn tại. Tiếp đến thì chúng ta qua tới hạng nhất. Đó chính là Gesis, kẻ thao túng tín ngưỡng và lòng tin. Nội vẻ ngoài của Gesis khi ta lần đầu tiên gặp hắn trong Pokemon Black and White cũng đủ cho ta biết hắn là một kẻ phản diện rồi. Không có vẻ ngoài đạo mạo như là Rose hay là Lysandre, cũng không có sự uy nghiêm của một ông trùm như là Cyrus hay là Giovanni. Gesis ban đầu dễ làm ta nghĩ đây chỉ là một quân sư đứng đằng sau, làm cái bóng trong một tổ chức phản diện. Nhưng cuối game, ta hoàn toàn bị đánh lừa, và đây chính là chủ đích của Gesis, khi chỉ muốn đứng đằng sau, làm kẻ thao túng và giật dây cho toàn bộ câu chuyện. Gesis là thủ lĩnh của Team Plasma, một tổ chức với tuyên ngôn giải phóng tất cả Pokemon khỏi con người. Thoạt nghe ban đầu thì rất nhân văn, khác với những phản diện khác. Nhưng đằng sau đó là một âm mưu thao túng tất cả Pokemon về cho riêng mình, và chỉ mình hắn mới có quyền sở hữu những Pokemon. Thật sự để phân tích kỹ hơn về phản diện của Black and White thì cần có một video dài hơn. Nên nếu ai có hứng thú có thể ghé qua một video tôi phân tích về Pokemon Black and White để có cái nhìn sâu sắc hơn ha. Còn ở đây thì tôi sẽ nói những ý chính mà thôi. Trong Pokemon Black and White thì ta rất dễ lầm tưởng phản diện là Anne. Vì xuyên suốt chuyến hành trình ở đây, ta sẽ chỉ nhìn thấy Anne xuất hiện, thuyết phục hay là đối đầu người chơi. Còn Gesis thì dường như xuất hiện rất ít trong hành trình. Và chỉ khi đến cuối game, ông ta mới xác nhận mình là kẻ giật dây tất cả mọi chuyện. Nhưng cách ông ta làm tất cả mọi chuyện đó như thế nào mới là cách đưa Gesis lên thứ hạng cao nhất trong danh sách này của tôi. Khác với những phản diện khác, Gesis không dùng bất cứ vũ lực hay sức mạnh của Pokemon nào. Và nếu có thì người làm điều đó không phải là ổng, mà là một người khác. Mà để khiến cho người khác làm theo tất cả những gì ông muốn mà không sử dụng vũ lực,
ông ta đã đánh thẳng vào động cơ sâu thẳm nhất của một con người, đó chính là niềm tin và tín ngưỡng. Sử dụng danh nghĩa cha nuôi của Anne, người có khả năng nói chuyện với những Pokemon và đang gặp vấn đề về khủng hoảng niềm tin để làm con cờ cho mình. Khi Anne bị người chơi đánh bại, hắn ta liên tục chê bai Anne bằng những ngôn từ như là đồ lập dị và thằng bé khiếm khuyết, rao giảng với người dân về một thế giới Pokemon không còn chịu đau khổ bởi con người, từ đó lôi kéo vô số tín đồ dưới trướng làm việc cho hắn ta. Ở trong Pokemon Black 2 và White 2, 2 năm sau sự kiện của phần 1, Kessis lúc này dường như đã mất trí và tự cho mình là đấng tối cao hoàn hảo, với mục tiêu dùng sức mạnh của Kyurem để đóng băng toàn bộ vùng Unova. Hắn cũng tính trước được việc Anne sẽ mang theo Zekrom hoặc là Reshiram để ngăn chặn mình, nên đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc dung hợp giúp Kyurem mạnh hơn bao giờ hết. Với khả năng thao túng tâm lý, hiểu rõ đối phương và tính toán trước được tình hình như thế này, ta có thể khẳng định Kessis thực sự là một phản diện cực kỳ thông minh, nhưng đồng thời cũng là một kẻ vô nhân tính, thao túng và áp bức con của mình như là Lusamine. Tuy không có một câu chuyện sâu sắc như là Cyrus, mà Kessis chỉ là phản diện thuần túy muốn thao túng tất cả như là Giovanni, nhưng cách hắn thực hiện tham vọng này với tôi là ao trình toàn bộ phản diện của game từ trước đến nay luôn. Và tôi đã đi qua hết tất cả trùm phản diện của các tựa game. Theo các bạn, đâu là phản diện các bạn ấn tượng nhất? Hãy cho tôi biết ở phần bình luận bên dưới nha. Thời gian qua rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi thông qua hình thức Momo. Các bạn có thể tiếp tục ủng hộ tôi bằng cách quét mã QR ở cuối màn hình. Và sau đây là danh sách những bạn đã ủng hộ tôi những tuần vừa qua. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ha. Bye.